Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con phải tỉnh thức vì chúng con không biết ngày nào Chúa đến. Điều Chúa chờ mong là chúng con tỉnh trí thức lòng để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi thực tại của đời sống thường ngày. Bởi lẽ chính Chúa cũng mong chờ gặp được chúng con. Như người cha muốn tìm lại những đứa con lầm lạc, như người làm vườn muốn tái tạo luống nho cũ, như gia chủ muốn trở về mái ấm sau những ngày chảy phương xa. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa, để dù sống dưới cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn luôn biết tỉnh thức mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Amen.